Và to sa và ca sam kho ya di đà cha ta ri bu ri ta yoga ni a tam sa bung la re sa pa re mo to sa va ca sam kho a hu nay yo pa hu nay Văn đa mi chê thi yang sa băng sa ba sa ne cho ba tê thi tăng sa đi ri ca tha ca tu ma na bồ tê bồ tát ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê thi yang sa băng sa ba tha ne cho ba tê thi tăng sa đi ri ca tha Tu ma ha bồ tát bồ tát ru văn sắc lăng sa đa văn mi chê thi yang sa băng sa ba tha ne su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha Tu ma ha bồ tát bồ tát ru văn sắc lăng sa đa a ca sa tha cho bồ ma tha đề văn Nga hai hiện thế ca bốn nhang lâu Anu bố tân tu chi ram Kha tu ta sang ngang ngang ta 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 ma tha đề ma ngang Mai hiện thế ca bốn nhang lâu Anu bố tân tu chi ram Ra khan tu no ra rung Aka sa tha cha phụng ma tha đề văn ga Mahinti ka bunyang no anumodan sukiram kan sukata yo agasatan abhumma devanangam Mahinti ka bunyang no Mahindika bhunyang no Idang vatthame punyang sa vakkhaya vahantu Thì mọi người cũng nghe rõ mà thôi. Nghe rõ nè. Dạ. Dạ con nghe. Dạ con nghe. Dạ con kính bạch sư cả sáng mùng 1 hôm nay chúng con rất là hân hỷ đã cùng nhau xin sư cả truyền tâm linh và bác quân chân giới. Thì trong ngày hôm nay có rất là nhiều bạn đã tác ý những bát quan trai giới từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 30 ngày. Và đặc biệt hôm nay có 4 bạn những xuất gia đấu nguyện bát quan trai giới trọn đời để sớm thành tựu vị xuất gia. Xin sư cả. Xin mọi người hiện tại thì trên Zoom có 37 người anh em còn thì quá quan trang dạ, mọi người nghe rõ hết nghe rõ dạ bây giờ thì mình sẽ cùng đọc xin hỏi thì đang bây giờ bác quan trang giới nó sẽ trả cuộc tiền sẽ đọc thêm thì tâm đọc từng đoạn cho tất cả mình đọc theo đi dạ mà giang phân tế đó. À, xin người đọc em ạ. Mà giang phân tế. Mà giang phân tế. Tì sara nê na sa hạ.
Na thang ga samana ga tam Ô bồ sa thang si lang Âm mang ya cha ma Anu gahang ga toa Si lang de tha Ni me van de Tu ti yam bi Ma yang van de Ti sara ne na sa ha Atthanga samana gatam Ubo sata silam Amman yajama Amman yajama Anugahang katoa Anugahang katoa No vante Adi yambi Mayam vante Mayam vante Tisara nena saha Athanga samanagatam Ubu satana silam Amang yachama Anugahang gatva Silam deha No pante Rồi, xin tất cả các vị quan hỷ thọ tam vi và bát quan trai giới. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tiyampi Sankhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sankhang Sankhang saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇa gahaṇaṃ paripunnaṃ. Āmavante. Cái sự thọ tam vi chỉ có bao nhiêu rồi tới cái giới nha.
Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Usavada viramani sikha padang samadhiyami. Usavada viramani sikha padang samadhiyami. Upramiraya macchapamadatthana viramani sikha padang samadhiyami. Suramiraya macchapamadatthana viramani sikha padang samadhiyami. Vikala pochana viramani sikha padang samadhiyami. Vikala pochana viramani sikha padang samadhiyami. Ajjagita vatita visoka dasana malagantha vilepanatharana mandana vipusanathana viramani sikha padang samadhiyami. Ajjagita vatita visoka dasana malagantha vilepanatharana mandana vipushana sana viramani cakha padang samadhiyami. Ucchasaya namahasaya na viramani sikha padang samadhiyami. Ucchasaya namahasaya na viramani cakha padang samadhiyami. Mani attha sikha padani uposatha sila tham mancharateng imanchativa sang sathukang katva apamadena samarakita bang. Amabhante silena sukating yanti silena pukasampada silena niputing yanti tasma silang visuthaye. Có cái những gì trong cái giới tam giới này nhưng mà các vị không có hiểu đó thì có thể nêu lên nhá, sư cả sẽ giải thích cho các vị từng cái câu hỏi để cho mình rõ để thực hành trong cái tam giới này cho được trong sạch. Các vị ngồi xuống đi. Dạ, mọi người có thắc mắc về trong việc thực hành tam giới này thì xin mọi người đặt câu hỏi, sư cả sẽ giải đáp bây giờ. Dạ, cho con đặt câu hỏi. Cái đầu tiên sư nói về cái sự khác biệt về cái năm giới và tam giới. Thật ra cái giới thứ nhất tới giới thứ năm á dọc nhau, chỉ khác một chút thôi các vị, khác trong cái giới thứ ba. Giới thứ ba là năm giới là kame supichara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Nó có cái micchacara, micchacara có nghĩa là tà dâm.
Dạ. Rồi cái giới thứ ba của tam giới là Aparamacharya. Aparamacharya có nghĩa là không hành dâm. Yeah. Aparamacharya đó. Yeah. Aparamacharya viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Đó, sự hành dâm. Như vậy là khác cái giới thứ ba khác chỗ này thôi. Tới năm giới là giống nhau. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Giống nhau, không có gì khác nhau hết. Rồi thế giới thứ tư cũng giống nhau nữa. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. À, rồi giới thứ năm. Suramiriya Machapama Dathana Viramani Sikha Padang Samadhyam. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Giống nhau. Đó. Như sư đã nói là chỉ khác về cái tà dâm và cái hành dâm thôi. Đó. Thế thì giới thừa năm giới và tam giới từ số 1 tới số 5. Rồi giới thứ 6 của tam giới là Vikala Bhojana. Vi có nghĩa là sai, kala là giờ. À, giờ ở đây là muốn nói là từ cái mặt trời mọc tới cái mặt trời đứng. À, đứng bóng á. À, mà thường thường mình nói là từ 6 giờ tới 12 giờ. Mà nói với cái giờ này là không có đúng mấy. Có lúc là 11 giờ rưỡi à, nó mặt trời đứng bóng rồi. Có lúc thì 12 giờ. Như vậy là mình lấy cái giờ nó không có chính xác. Như vậy là mình lấy theo cái mặt trời đứng nó chính xác hơn. Như ví dụ là ở Việt Nam mình là 12 giờ mình, mà đi Ấn thì khác. Bên Ấn là có chỗ thì đi sau mình mà 90 phút. Rồi tới Nepal á các quý thì đi sau mình là 105 phút. Nó trễ hơn 15 phút nữa. Đó. Vậy vậy là mình nói về cái giờ là không chính xác bằng cái mặt trời. Đó, mặt trời. Mà có lợi ích gì? Tại sao mà Đức Phật cấm cho cái người xuất gia là không có ăn sai giờ? À, từ giới thứ nhất là tới giới thứ năm chắc các vị biết rồi về cái lợi ích. À, mà lợi ích về cái không ăn sai giờ đó thì các vị có người biết, có người là chưa biết. Các vị biết hết chưa? Dạ. Cái lợi ích rất là nhiều đối với cái người xuất gia. Không lo về cái các vị tính coi. Chỉ ăn một bữa chính thôi á, chứ tăng phải lo đi khất thực hết một buổi sáng. Chùa mình đây là gần, đi một tiếng mấy là về. Có chùa xa và rất là xa luôn. Như các vị có từng đi núi Linh Thú chưa? Đi Ấn á. À, đi Ấn là các vị thấy không? À, ngài Sariputta cũng thường xuyên ở đó. Ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Anan, Đức Phật cũng thường xuyên ở đó. Là buổi sáng.
buổi sáng phải xuống núi tới thành Rajakaha để mà đi khất thực xong thì ngài về lên núi lại. Như vậy là hết một buổi sáng này đi lại. Nếu mà ăn chiều nữa là đâu có thời gian đâu mà tu. Có phải nha các vị? Nếu mà ăn chiều nữa thì có thời gian đâu mà tu. Như vậy là hết thời gian tu. Rồi một cái nữa là không ăn chiều thấy cái thân thể mình nó dễ nhàng hơn, nó không nặng. Nhất là người hành thiền nếu mà ăn chiều nó buồn ngủ hành không được. Các vị từng gặp cái vấn đề này không? Ăn no buồn ngủ lắm. Không ăn chiều thì mình hành thiền này kia thấy khỏe lắm, dễ nhàng cái thân thể mình. Đó vì cái lợi ích. Rồi còn cái lợi ích nữa trong cái giới á, có một hôm đó ngài Udayi đi khất thực trong làng. Cái thời đó là Đức Phật chưa cấm về cái giới ăn sai giờ. Đi trong làng thì cái ngày đó là cái trời gần mưa các vị, nó tối lắm, không có thấy gì hết. Rồi có một cô đang rửa chén cái buổi tối. Mình biết cái thời đó đâu có điện như mình đâu, như thời bây giờ đâu. Buổi tối rồi thấy Chư Tăng á, ngài Udayi đi khất thực đứng trước nhà. Rồi cô thấy cô la lên, lúc cô sợ tưởng là ma. Rồi cô la lên rất là lớn. Mới ngài Udayi nói là: "Này em gái, không phải ma đâu, đây là Bần Tăng. Rồi cô đó tức giận. Cô nói là: "Cha của ông chết thì sao mà đi khất thực giờ này? Mẹ của ông chết thì sao mà đi khất thực giờ này?" Đó cái nó gặp cái trường hợp nào là đi đạp cái con bò, nào là nói nhiều cái vấn đề khó đi khất thực buổi tối các vị. Rồi từ đó là sau khi Đức Phật cấm, đầu tiên là vị này cũng không vui. Ở đây với là chỉ là ăn uống mà sao mà Đức Phật cấm vậy, mà cuối cùng vị gặp cái trường hợp này mới hoan hỷ lại cái giới mà không ăn sai giờ. Là từ đó là Đức Phật ban cái giới là không ăn sai giờ cho chắc các vị tỳ kheo. Vị nào mà ăn là bị phạm giới Paccitiya. Paccitiya trong cái phẩm Bhojanavā về cái ăn, về cái thức ăn đó. Ơi mình cái người tam giới Đức Phật cũng đã cấm. Nếu mình giữ tam giới thì phải không được phép ăn sai giờ. Không ăn sai giờ. Như sư đã nói là từ cái mặt trời đứng bóng á, thì mình không được phép ăn. Rồi cái nước uống cũng vậy các vị. Mình phải cho kỹ. Nếu mà thấy nghi ngờ đó, mình không nên. Mình không nên uống nha. Như là nước lon, nước chai này kia đó, đóng chai này kia là mình phải cho nó kỹ một chút. Vì cái giới á, nó đặc biệt hơn cái ăn uống gì đó. Bây giờ mình không ăn chiều đâu có chết đâu. Có phải không các vị? Đâu có xuống địa ngục đâu có gì đâu. Có phải không? Nếu mà con người mình á, thiếu cái giới là không được. Mình là cái người có dự giới, nhất là năm giới từ kiếp trước rồi mới mình được sanh làm con người như bây giờ. Rồi mình đâu có phải con người bình thường đâu. Phải không? Mình có đầy đủ tất cả.
mắt mình có, mũi mình có, tay mình có, miệng mình có, tay chân mình có. Rồi đặc biệt một cái nữa là mình có được cái quy y Tam Bảo. Không phải là kiếp nào mình có đâu các vị. Có phải vậy không? Không phải là kiếp nào mình tái sanh làm con người mà mình được quy y Tam Bảo đâu. Như vậy mình gặp được cái Phật giáo có. Chưa, thật sự nó có cái mài một thiệt mà là không có tất cả. Mình còn để mà tu được, mình còn để mà hành được, mình còn để mà chứng ngộ được cái đạo quả. Đó. Để mình hành thiền định mà có thể mình chứng được cái thiền định. Như vậy mình cố gắng. Cái kiếp người mình rất là khó, rất là hiếm mình được là làm con người. Như vậy mình phải cố gắng. Nếu mà các vị không cố gắng giữ giới rồi, đừng có mơ mình chứng được cái thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tư thiền, không bao giờ. Đầu tiên phải là giữ giới cho trong sạch. Cho trong sạch. Năm giới cũng được. Mà bắt buộc phải là năm giới trong sạch. Tam giới cũng được. Mười giới cũng được. Làm sao là đặc biệt là cái giới của mình là cái giới trong sạch. Mà tại sao? Như vậy là năm giới cũng được, tam giới cũng được, mười giới cũng được. Tại sao mình không có giữ năm giới? Giữ tam giới cho khổ làm chi vậy? Các vị có nghi ngờ cái phần này không? Có cái đặc biệt trong đó. Cái từ đây là mình nói là uposatthasilang. Có phải không các vị? Có hồi nãy có đọc không? Uposatthasilang thammang yacchama. Uposattha có nghĩa là mình cắt, mình chia thành hai đoạn. Oppa và osattha. Oppa ở đây là muốn nói là cái thuốc, nói về hay, đặc biệt, vững chắc. Osattha ở đây là thuốc, các vị. Là thuốc, như vậy là thuốc hay. Đó, cái từ này là uposattha xây lăng, có nghĩa là giới này là hay, dư thuốc hay gì đó, để mà trừ đi cái phiền não. Mà hay hơn ai? Hay hơn năm giới. Cái năm giới bình thường mà ăn chịu khó mà trừ cái phiền não hơn cái tam giới. Rồi cũng đi xem mua hát. Nó nhiều thứ. Rồi cái đó là gì các vị? Cái đi mua hát rồi trang điểm này kia, cái gì? Cái đó là tâm thiện hay là bất thiện? Thường thường là tham không à, phải không các vị? Nó dính, quên đi cái vô thường, nó quên đi cái vô ngã, nó quên đi cái khổ, quên đi cái vô ngã. Mình thấy cái giới mà không ăn sai giờ, không có trang điểm, không có xem mua hát, mà hoặc là mình tự mua hát, cái đó là cũng đặc biệt. Nó trừ đi cái phiền não, trừ đi cái phiền não. Con người mình á, các vị, nếu mình chưa tu như là cái khúc gỗ mà nó còn ướt, chưa khô. Cái khúc gỗ mà chưa khô mình để gần nước nữa, nó khô không? Mình để trong nước nó khô không? Không bao giờ khô. Nó còn ẩm gì à. Nếu mình để nó xa cái nước một chút, bắt đầu nó từ từ nó khô. Cái phiền não như vậy.
phiền não như là cái nước gì đó. Nếu mình nó cho nó xa về cái ngũ trần, xa về sắc cảnh, thân cảnh, về cái mùi cảnh, về cái vị cảnh, về cái xúc cảnh, từ từ nó xa xa, từ từ nó cái phiền não nó yếu đi, từ từ nó thêm mình có thời gian mình hành thiền định rồi vipassana nữa, có thể nó diệt nó được đó. Như vậy cái lợi ích cái tam giới như vậy. Rồi cái giới thứ ba là không ngồi trên giường quá cao và quá xinh đẹp. Quá cao ở đây á, cái giới này không phải là cấm mình không cho nằm ngủ trên giường. Các vị nên biết nha, cái này nằm ngồi được mà đừng cho cái giường đó quá cao. Cái chân giường là phải dưới 5 tấc nha. Mình đo từ cái này, từ cái đế này xuống nè. Các vị, từ cái này xuống nè. Cái bên dưới không phải đo từ trên. Không qua 5 tấc. Không qua 5 tấc. Nếu mà qua một chút xíu thôi là thành cái giường quá cao rồi. Thành cái giường quá cao rồi. Mình phải cắt bỏ, hay là nếu mà có cái gì mình ở phần dưới mình lấy ra, làm sao cho cái chân giường nó dưới cái 5 tấc cái đó. Rồi cái quá xinh đẹp các vị. Quá xinh đẹp ở đây thường thường là mình đẹp quá nó ngủ mê, không tới giờ hành thiền, không lên hành thiền nữa. Đó. Nó quên đi. Bởi vì trong Phật giáo Đức Phật cấm Phật tử nào mà giữ tam giới là phải thực hành thêm ba cái giới này nữa, là không ăn sai giờ, không mua hát, thổi kèn hay là đi xem, đi nghe, rồi không trang điểm về cái phấn son, tràng hoa, cái đồ quý giá. Thế vì cái đồ quý giá mình trang điểm cũng phiền phức lắm, phải không các vị? Nó dính. Rồi thứ nhì là mình lo sợ nó mất. Bà Visakha ngoài cái ngày giới mới bà trang điểm nha, đừng nói tại sao bà Visakha trang điểm được, áo của bà là cất một cái chùa được, cái đó là bà trang điểm cái ngày, không phải là ngày tam giới. Ngày bình thường thì bà Visakha cũng giữ cái năm giới mà các vị, bậc thánh cũng vậy. Ngoài cái ngày giới trong 8 ngày ra thì bà cứ giữ năm giới bình thường đó. Đừng có thắc mắc cái vấn đề đó. Nếu mà thắc mắc cho hết đi thì sư cả đã nói rồi. Đây. Có gì là nêu lên thêm không các vị? Có tránh sao bây giờ phong thư ca chú chật vô mà chân đó là vô tránh hết. Có một chị hỏi là con có thẩm mỹ làm đẹp chân mày và môi, như vậy thì có phạm giới chắc là cái việc làm đẹp này lúc trước xăm môi với Nếu mà làm lúc trước đâu có phạm gì đâu. Mà bắt đầu bây giờ từ đi mình giữ tam giới là đừng có thêm nữa. Được rồi. Câu hỏi tiếp theo là thưa ngài, kính xin ngài giải đáp cho con được rõ, hàng ngày trước khi đi ngủ vào buổi tối 10 đến 11 giờ thì một người Phật tử xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, sau đó đi ngủ, thì việc hành này có lợi ích như thế nào thưa ngài?
cái mình thọ trì đó, mình không bắt buộc về thọ trì hàng ngày nhé các vị. Mình nó thích hợp, mình gặp được một vị chư tăng hay là tỳ kheo đó, mà hàng ngày người cái giữ tám giới là cái lợi ích nhất là trước khi mình ngủ là mình tụng kinh Tam Bảo, rồi mình dành một thời gian nào đó mình hành thiền. Sau khi hành thiền mình rải cái tâm từ, hồi hướng rải tâm từ đó, cái đó rồi sau đó mình ngủ. Cái đó đêm đó các vị sẽ ngủ rất là yên nếu mình rải tâm từ gì đó. Cái này là cách là tốt nhất. Xin trả lời ngắn gọn. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con kính đảnh lễ sư cả, bạch sư cho con hỏi thêm về giới không ăn sái giờ. Nếu con đang đi làm và vì công việc không ăn đúng giờ đứng bóng, thì con có thể căn cứ vào đâu để biết mình giữ đúng giới này? Nếu quá giờ mà nhịn luôn thì sẽ ảnh hưởng đến thể chất. Con kính cảm ơn sư. Cái đối tượng này là sư nhắc nhở nên giữ năm giới nha. Cái đối tượng này không nên giữ cái tám giới. Bởi vì mình đang làm, nó phải có cái sức lực để làm. Rồi một cái nữa, nếu mình giữ tám giới là không, nếu mà không ăn trước mặt trời đứng á, thì không phải là tám giới. Như vậy là quỷ này là nên là giữ năm giới được rồi. Dạ. 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 Dạ, có bạn hỏi về cái độ rộng của cái giường ấy sư. Giường cao hồi nãy sư giảng rồi, thì cái độ rộng thì khoảng nằm cái giường dài 2m2 và rộng 2m. Dạ. Giống như giường đôi chứ, như vậy thì có ảnh hưởng đến giường cao trong cái lực đã nói về cái 16 người để mua hát trên đó. Đó. Cái người cái vụ nữ á, họ đứng được từ 16 người. Như vậy là dưới đó thì ok, không sao đâu. Tại giường mình xài bình thường đâu có quá lớn đâu. Là giường. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là khi con xin tám giới thì con phạm một giới thì có bị mất hết các giới còn lại không sư? Cái giới tám giới này, nếu mà trong ba đó mình mất một cái là mất hết rồi. Yeah. Ba cái giới sao? Yeah. Ví dụ là mình không ăn sai giờ. Mình ăn sai giờ là không phải là mình giữ tám giới nữa. Cái giới mình xuống chỉ còn năm à. Đó, nó còn năm à. Bởi vì cái chi của cái uposatha sila là thêm ba cái này là không ăn sai giờ, không mua hát hoặc là nghe hay là đi coi, không trang điểm và không nằm ngồi trên giường quá cao và quá xinh đẹp, quá lớn. Yeah. Vậy là mất một cái là phải thọ giới lại. Yeah. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Có một chị đi làm công việc phải ngồi trên ghế cao, thì như vậy cái ghế có đảm bảo cái chiều cao của dưới 50 cm không? Cái ghế ngồi không sao đó cô nha. Cái ghế ngồi á, ghế rất là cao à, rồi cái giường nằm á thì đặc biệt cái giường nằm. Dạ. Cái ghế nó cao lắm chứ. Vậy hả? Nó cao chắc gấp đôi cái bàn. Dạ. Cái giường thì đặc biệt là cái giường giường nằm á. Sư tu hỏi tại sao giường thì không được quá cao mà ghế thì được. Cái đó cái giới này là Đức Phật đã cấm.
có một vị tỳ kheo nằm giường rất là cao. Rồi Đức Phật ngài đi vào cái cốc đó, cốc của vị đó, để thấy thấy nằm trên giường hoa cao, thì Đức Phật cấm. Rồi sau này cho phép, như là cái pháp tỏ này, cái cao thì được, mà mình nếu mình tránh được thì mình nên tránh, nó hợp. Dạ. Dù như nhận một cái gác lửng. Dạ. Cái gác đó, cây gác đó đâu phải là ghế nữa, nó thành cây gác rồi. Đây là cái giường, yeah, giường không phải giường nữa. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, không phải giường nữa. Ví dụ là cái giường đó người ta chôn trong đất là thành không phải là giường nữa. Đó, cái gác. Yeah. À. Như là lậu trên lầu. À, mà lậu phòng nữa đó. À, gác lửng. Dạ. Gác lửng. Yeah, gác lửng đó, đó không phải là giường nữa. Dạ. Yeah. Và yeah, một câu hỏi là bạch ngài, những ngày con giữ vô sa thá, con có thể ngủ chung giường với chồng mà không hành dâm, như vậy con có phạm giới thứ ba không thưa ngài? Cái này chưa, không phải là không phải là phạm, mà không nên. Dạ, yeah, không nên, phải tách xa cái ngày đó. Dạ, yeah, yeah, phải ngủ riêng đi. Yeah, để mà có thời gian mình hành thiền này kia. Yeah. À, tiếp về ghế là cái ghế ngồi 50 cm có chạm chỗ hoa văn có được không? Dạ, yeah, được, không sao đâu. Dạ, yeah, được, không có gì đâu. Yeah. À, sư, cái bạn mà nói là vì công việc có thể là ăn trễ, thì cái bạn này cũng có đắc ý là giữ tám giới trọn đời để nguyện xuất gia. Xin sư chia sẻ kinh nghiệm hoặc cái cách nào để lúc nào mình cũng có thể ăn được được trước ngọ, để vừa đảm bảo cái công việc của mình và mình có thể giữ bát quan trọn đời. À, cái nấy mình nếu mà làm cho công ty nào đó thì mình nói về cái người quản lý đó, tôi giữ năm giới, tám giới, tôi không được ăn sai giờ, như vậy là mình xin người ta có một thời gian nào đó mình ăn trước cái mặt trời đứng bóng, thì chỉ là có thể như vậy thôi mới giữ giới này được. Nếu mình không ăn trước 10, 12 giờ thì cái giới này mình giữ không được rồi. Không có cách nào khác. Mình tìm cái cách làm sao là mình ăn trước cái giờ đó. Đó thì đó được. Là không phải là mình sang bây giờ mình kẹt rồi mình sang ăn cái 12 giờ rưỡi hay là gì, là không được. Yeah. Chỉ là Đức Phật đã cấm sao là vậy rồi. Mình phải thực hành cho đúng. Dạ, một câu hỏi tiếp về giường. Là con ngủ giường tầng ở trong ký túc xá thì như vậy có phạm giới ngủ giường cao, giường nó có hai tầng, tầng dưới và tầng trên, ngủ từng trên. Cái này không rõ nha, xin để lại một chỗ. Đại sư bàn bạc lại về cái luật sư. Dạ. 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 Đây, một câu hỏi là thưa sư, sao ngọ thì chúng con có thể uống những cái thức uống nào hợp luật? Thật sự cái nước uống á, ngoài cái nước uống bình thường của mình á, Đức Phật cho phép là khi mình bệnh á, có thể là đường nè, nước mía nè, rồi mật ong nè, cái đó là mình có thể uống được, có bệnh này kia. Nếu mình khát nước, có thể mình làm cái từ cái trái cây. À, cái trái cây á các vị, mình làm sao mình lọc cho sạch. Mà trái cây này mình trừ đi cái loại trái cây lớn như là bí đao, dưa hầu,
là không được, trai lớn lớn là không được nha. Nhất là cái đóng lo mà bí đao đó được phạm giới rồi các vị. Rồi thấy một số là cũng thấy là chiều cũng uống cái đó, kể cả chư tăng cũng thấy uống cái đó. Cái này Đức Phật đã cấm rồi. Cái này mạ ha pha lạ, mạ ha pha lạ có nghĩa là pha lạ là trái cây, mạ ha là lớn, như vậy là trái cây chín lõi, trái cây lớn thì mình không được, mà nước từ cái trái cây nhỏ nhỏ, các vị uống được, khát nước cũng uống được, bệnh cũng uống được, không bệnh cũng uống được. Cái đó mà mình làm bằng cách nào cho nó không có phạm giới là mình làm bằng cái nước lạnh, đừng có nấu, đừng có xử lý bằng cái nước nóng nha các vị. Nếu mình nấu cái nước nóng rồi để cho nó nguội lại thì được. Nếu mình làm mà như là nấu là không được đâu, nó thành cái món ăn rồi. Mình nấu rồi đó, như vậy mình làm xử lý làm sao để bằng cái nước lạnh thì ok, các vị sẽ uống được như là cái táo rồi cái gì đó, mình cũng có cái sức, có cái sức khỏe trong đó rồi, mình lọc cho nó sạch, đừng có cái xác trong đó, mình lọc cho sạch. Nhất là mình tự mình làm để mình uống, cái đó là chắc chắn nhất các vị. Rồi cái nước đóng chai, nước lon, sư cả nói qua nói lại, cái đó là không tin tưởng, là không tin tưởng được. Nước ép trái cây đóng chai, không nên đóng chai. Đóng chai nó qua cái xử lý cái nước nóng, cái nhiệt độ nhiều quá, nó thành cái không nên cho mình là cái người giữ giới rồi. Rồi chắc các cái người hỏi là chắc hiểu rồi. Có cái nước Nha Đam buổi chiều dùng một cái luôn được Nha Đam. Có một bạn hỏi cái câu này, chắc sư không rõ cái này là kính bạch sư, đầu tư tiền ảo là có phạm giới kiếm tiền không trong sạch hay không, kính mong sư giảng giải giúp con biết có một kiếm tiền từ đây và tác ý làm từ thiện, vậy tiền này có trong sạch không? Đầu tư vậy? Tiền ảo là gì? Nó một dạng như chỉ tiền chứng khoán, nói chung là tiền số, tiền lần nó xuống, tiền lần nó xuống. Mình mua vô là mình bán ra là mình có lời trên lệch, cái đó hợp lực không? Dạ, nhà nước cũng chưa có cái thông tin chính thức cho phép. Kể cả cái tiền đó người đó đi ăn cắp nha, rồi sau này bố thí cũng được cái phước, mà tội ăn cắp của người ta cũng bị tội. Bởi vì cái tâm á, nó sắc na tâm nó khác nhau. Khi họ đi ăn cắp người ta, cái đó bằng cái tâm tham, là cái tâm bất thiện, cái đó là cho cái quả bất thiện. Sau đó được nghe pháp, họ giác ngộ, họ thấy là như vậy mình phải có tài sản, phải bố thí để mà có cái phước báo nương tựa kiếp sau hoặc là trong cái kiếp hiện tại này. Họ lấy cái đồng tiền mà họ hồi trước họ đi ăn cắp người ta đó, đi bố thí. Lúc bố thí là bằng tâm gì các vị? Tâm thiện gì cũng có phước. Cái nào ra cái đó. Bởi vì bằng làm cái nghiệp đó bằng sắc na tâm, mà sắc na tâm bất thiện thì nó là thành cái quả bất thiện. Nếu mà bằng cái tâm thiện thì quả thiện nó cho quả. Đó. Rồi mình so sánh đi, cái nào nhiều hơn. Cái đó là nó trổ cái quả trước. Đa số vậy đó. Thì mình so sánh, không phải là mình làm thiện này để so cái bất thiện được. Không sao. Mà mình làm cái việc thiện nhiều thì bất thiện nó không có đủ mà năng lực cho quả. Ví dụ mình lấy cái đá này, một viên đá bằng cái bàn này đi, mình để trên cỏ,
cỏ kia dưới cái bàn này không bao giờ nó mọc lên nổi. Thấy không? Rồi mình để thêm, để thêm, để thêm, để thêm nữa thì cỏ không bao giờ không lên nổi. Tới mình chứng được A-la-hán là vô hiệu quả rồi. Cái nghiệp này thân là nghiệp vô hiệu quả rồi. Ngược lại, để bàn này một thời gian, các vị lấy ra, lấy cái bàn này ra nè, cái đá bằng cái mặt bàn này ra nè, cỏ nó mọc lên rồi. Như vì ví dụ các vị chắc dễ hiểu rồi, dễ hiểu được cái đó. Không bao giờ mình nói ôi mình lấy cái nghiệp thiện này bù đáp hoặc là mình trả cho cái việc bất thiện, cái đó không 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 thích hợp. Hiểu như gì là chưa đúng. Rồi cái đó là nếu mà vị đó bố thí cũng là được phước. Nếu mà trước khi làm á các vị, nếu mà vị đó chưa làm cái việc bất thiện là không nên làm nha. Nếu mà lỡ làm rồi nên là đừng làm nữa. Bởi vì có một số người là không biết đó, các vị đi giết gà, giết cá để mà cúng dường. Cái đó là thật sự là người đó là bất thiện cho quả khác, cho quả bất thiện khác, thiện khác. Cũng là không nên làm. Cái mình tính là cái sự cúng dường cho chư tăng đó mình muốn được phước, có phải gì không? Mà tại sao mình muốn được phước mình làm cái tội gì chi vậy? Làm cái tội gì vậy? Là không nên làm. Phước của vị đó nếu mà vị đó sát sanh để mà làm mà cúng dường là sau này hưởng phước mà cái tuổi thọ sanh 2-3 ngày chết, sanh 2-3 ngày chết, hoặc là chưa hết cái tuổi cái niên cái tuổi trẻ nữa là chết đi, mà đâu có lợi ích gì đâu. Là thiếu niên là hết cái thiếu niên rồi mà chưa hết thiếu niên nữa chết đi, mà đâu có lợi ích gì đâu. Như vậy là mình không nên. Ở đây sư muốn nói là nếu mình đã làm rồi cái đồng tiền hay là vật chất mình đã có đó, mình bố thí cũng được, không phải là không có phước đó. Rồi có gì nêu lên thêm? Dạ, câu hỏi nữa là con dùng nước ép từ các loại lá lúa mạch để uống buổi chiều được không? Cây lá này nếu mà không phải là lá, không phải là lá để mà người ta nấu ăn á, thành cây vật thật á các vị, mình nấu cũng được như trà. Là dùng mình đâu có phải là làm cái vật thật để mà ăn đâu. Đó, cái đó mình để trong nước nấu, nước trà uống được không sao. Mà bên Mỹ không được nha. Bên Mỹ họ chế cái trà này thành một cái món ăn. Nó thành cái thực phẩm rồi. Như vậy là không được. Cái loại lá đó không được để mà uống, để nấu uống chìm. Mà cái dùng mình là mình đâu có ai mà lấy cái trà để mà làm cái thực phẩm đâu. Như vậy là trà đó thì mình có thể là mình để nấu, để trong bình trà mình uống được, không sao. Như vậy là cái lá cây này kia là các vị uống được, không sao. Nghi ngờ nữa là mình lọc cho nó sạch. Cái này là lá đúng không ạ? Lúa mạch mà là lá. Mà người ta ăn không cái đó? Cái lá đó người ta ăn không? Lá nó có cái dùng lá. Dạ. Chị nha, Quỳnh Như, cái lá này là bình thường người ta có ăn không? Ừ.
Dạ, kính thưa ngài, thì bình thường người ta ép thành cái bột rất là nhuyễn các bạn nha, rồi sau đó mình rót cái nước lạnh vô thì nó sẽ tan thành cái nước rất là trong mà. Bình thường cái lá này có phải là một món ăn không chị? Dạ không, Thiện Tâm nó là một cái loại thức uống đó. Người ta xay ra nó thành bột nhuyễn thì là nhuyễn giống như là sữa gì đó Thiện Tâm. Giống sữa xay bột nhuyễn, xay thành bột cái lá nó không phải là thức ăn kiểu như ta. Yeah. Lá này nó không phải là thức ăn nhưng mà họ xay nhuyễn thành bột rồi họ làm ra cái nước uống, nước uống. Không có xác, không có xác. Có xác không gì Như? Ờ, khi mà mình quậy là hầu như không có xác luôn á. Dạ, không có xác. Độ như vậy không có xác thì được. Dạ. Yeah. Lấy nước có xác. Yeah. Không có xác thì được. Dạ, yeah, yeah. Không có xác thì được. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Dạ. Yeah. Một câu hỏi tiếp theo là hư sư buổi chiều con có uống cà phê sữa hòa tan được không? Không, cái đó không được rồi. À, không được nha Tống Văn. Thường thường thì cái pha nhiều lắm thì hòa tan. Nếu mà cà phê là cà phê người ta xay á, nguyên chất á, người ta xay bằng hộp á, hộp cà phê rồi mình pha với đường mình uống được. Nhưng mà chỉ là cà phê không, không phải là cà phê sữa. Sữa rồi là không được đâu. Một bạn hỏi là buổi chiều uống được sữa làm từ các loại hạt, hạt điều, hạt hạnh nhân không? Không được đâu. Cái đó không được. Các đâu. Loại hạt ngũ cốc này nè không được. Các bạn hỏi không xin tám giới mà xin sáu giới được không? Không có được. Trong Phật giáo không có. Chỉ là chỉ có năm hoặc tám thôi em. Năm, tám, chín, mười. Sáu giới là không có. Nhớ như năm giới đi các vị nha, đừng thêm sáu làm chi vậy. Năm giới được rồi. Không nên nha, vì cái ngày Uposatha đó mình cái ngày đó là cái ngày quý của mình, cái thời gian á mình để cái nhiều cái thời gian để mình hành thiền, nhiều cái thời gian mình quan đáp về cái Phật pháp, có thời gian mình nghe pháp. Cái đó nếu mình lấy cái thời gian đó để nói cái đùa giỡn chơi là không nên. Có khi thành cái nói lời vô ích đó, phạm giới nữa đó. Nó thành cái vô ích. Có chị hỏi là có thể thọ tám giới theo thời gian tự phát nguyện không hư sư, ví dụ như 12 tiếng, 18 tiếng hay phải giữ chọn 24 tiếng? Có khi người ta thọ giới từ cái nửa cũng được, cái phần nửa, mà cái đó là do người ta không có cái tác ý, do họ không biết là trong nhà này ai cũng thọ giới hết, từ cái em bé mới sinh á cũng cái ngày đó người ta không cho cái bú cái sữa mẹ, người ta lấy cái đường á, nước đường đó cho họ rồi uống đó. Quỷ này sinh thọ cái bát quan trai phần nửa thôi. Mấy cái ngày đó đi làm mệt quá thì chết trong cái đêm đó. Chết trong cái đêm đó. Người ta lấy cái nước uống cho uống là không chịu, cho ăn cũng không chịu. Cuối cùng là gần sáng là quỷ này chết rồi sanh chư thiên liền.
đó, có cái trường hợp đó trong Phật giáo. Mà mình có cái tác ý à, bằng ngày mình không giữ là tối mình giữ. bác trai cái đó là mình có cái sự tác ý rồi. Có cái tác ý trước. Ví dụ là mình ăn xong rồi mới mình thọ tam giới. Mấy bạn ăn no xong rồi bắt đầu đó, tam giới rồi buổi chiều tối. Cái đó là không nên. Yeah. Không được đâu. Yeah, có cái sự tính toán, có cái tác ý trước rồi. Chủ động. Yeah. Yeah. Cái đó là tránh được cái gì. Dạ, câu hỏi tiếp theo là xem Facebook hay TV mạng xã hội vô tình có ca múa nhạc thì có phạm giới xem múa hát không thưa chị? À, cái này mình lướt qua đi nha. Lướt qua. Nếu mà thấy mình lướt qua đi. Lướt qua đi. Không nên xem. Không nên xem vậy đó. Dạ, nếu mình sử dụng. Dạ. Thưa sư, trái cây con quay sinh tố buổi chiều có dùng không thưa sư? Quay sinh tố là phải con xác lọc cây xác đó, yeah, cho sạch rồi mình phải chọn cái loại cây nữa, chọn cái loại cây nữa. Nếu mà cái loại trái cây đó nó không hợp thì mình không nên nữa. Yeah. Kính bạch sư, buổi tối con bôi tinh dầu bơ để giữ ẩm da vì thời tiết trên này có hanh khô. Nếu bôi trong ngày tám giới thì có bị phạm giới không thưa sư? À, cái này không phạm. Ừ. Không phạm. Bể mình trị bệnh mà, mình ngừa bệnh mà. Ừ. Làm sao đừng có bôi làm đẹp thôi. Yeah. Thì đó cũng có mục đích trong đó thưa sư. Yeah. Làm mỹ da luôn. Yeah. Cô làm. Yeah. Nếu có tác ý làm dưỡng da, da thì không được hay sao? Không nên, để mà mình chăm sóc cái sức khỏe là không sao đâu. Thưa sư, con dùng phấn kem chống nắng với tác ý để tránh tác hại của ánh nắng có được không? Kem chống nắng ho để tránh tiêu UV. Như sư đã nói, nếu mà để ngừa cái sức khỏe là không sao, nếu mà làm cho đẹp thì không được. Làm đẹp không được. Có bạn hỏi là nếu con có kế hoạch dẫn các bé đi đầm sen, ở trong đầm sen thì chỉ có các cái trò chơi thôi, thì như vậy con có phạm không thưa sư? Vô trong khu đi chơi. Khu đi chơi. Đấy. Thì đang nói trong khu đi chơi. À, nếu mình thấy cái đó là nghi ngờ không hợp thì cái đó mình nên tránh cái chỗ khác đi. Mình dẫn bé đi cái chỗ nào nó hợp về mình là cái người giữ giới đi. Có đam sen này kia cái chỗ đó là sư cả có đi lần mà mắc cỡ quá. Có một Phật tử hẹn sư ở thành phố. Rồi mình cái ngày đó là sư đi tham dự cái lễ đặt đá chùa Hội Phước của thầy Nhất Hạnh á. Yeah. À, thầy gì đây? Đúng rồi. Bây giờ thành ông thầy bắt ma đó. Bắt ma là Dạng Hạnh này thấy gì đây? Quên này. Đâu rồi? Bắt tông. Bị bắt tông. Giác hạnh đúng rồi thầy Giác Hạnh. Họ con về tới Sài Gòn đây xin thỉnh sư. Ừ, với hai người cấp giá lên này vô đâm sen rồi ôi. Mình đâu biết cái chỗ đó là cái gì đâu. Mặc cỡ Phật tử ôi, không không biết kể làm sao nữa. Rồi lần sau này ai mà nói thỉnh sư đi đám sen được lượt. Rồi đám sen. Mắc cỡ quá. Đó. Cái lúc đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Cho con hỏi
là con xin giữ tám giới, nhưng phần lớn thời gian trong ngày con làm việc, thời gian học pháp, hành thiền được rất ít. Thì như vậy con có tiếp tục giữ tám giới hay chỉ giữ năm giới không? À, nếu mình thấy cái thích hợp về công việc của mình á, mình nên giữ tám giới. Nếu mà cái công việc mình hơi bận rộn nhiều, rồi nhất là mình lao động bằng cái sức lực á, mình nên giữ năm giới thôi. Để sư nhắc nhở vậy đó. Rồi có khi cái ngày chủ nhật ngày nghỉ đó, mình nguyện giữ cái tam giới. Ngày nào mình nghỉ đó, như ở đây là người ta lấy cái ngày 8 nè, ngày 15 nè, ngày 23 nè, ngày 30 nè. Ở đây Phật tử ở đây người ta giữ chỉ có 4 ngày thôi. Ngoài cái ngày đó người ta đi làm bình thường. Đó, cái đó cũng cái cách này. Trong Phật giáo là cho mình 8 ngày. Ngày 5, ngày 8, ngày 14. Đó. 14, 15, 23, 29, 30. Đó. Nếu mà ngày tháng là tháng thiếu thì thành ngày 28 và ngày 29. Đó, trong cái thời gian 8 ngày. Mà đa số các chùa ở đây bây giờ chỉ còn 4 ngày thôi. Cái vùng này các vị, là ngày 8, ngày 15, ngày 23 và ngày 30. Đó, cái đó là tùy cái khả năng của mình. Cái tam giới là không bắt buộc. Giữ tam giới cũng được, không giữ tam giới cũng được, không có bị phạm về cái ác nghiệp. Mà năm giới nó các vị không quy y cũng là, nếu mà các vị làm á cũng là phạm, cũng là bị cái cho có cái quả ác nghiệp. Người đó thọ giới hay là không thọ giới cũng là bị hưởng cái quả ác nghiệp. Đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các sanh. Cái đó, người trong Phật giáo hay là không phải là người Phật giáo, nếu mà làm cũng bị. Bây giờ có cái từ là Lokavaccha Sikkhapada, có nghĩa là cái điều học này là có cái tội trong thế gian này. Ai mà làm cứ bị hưởng cái quả bất thiện hết. Tại sao? Bởi vì làm bằng cái tâm bất thiện không à? Có phải không các vị? Yeah. Mà ăn chưa chắc là họ ăn để có cái tâm bất thiện đâu. Họ ăn để mà sống, để mà lao động, rồi tìm cái đồng tiền để mà nuôi vợ con, nuôi cha mẹ già. Có khi họ đâu có ăn bằng cái tâm bất thiện đâu, do cái tham ăn đâu, họ cũng ăn bình thường. Cái đó, bởi vì cái ăn đó là không phạm tội. Mà ai mà giữ giới được, nó có lợi ích nhiều. Như sư đã nói là khúc gỗ nếu mà để xa nước, càng xa thì càng sớm để nó khô, đốt cháy. Yeah, như vậy thôi. Nếu mình không giữ tam giới, nó gần gũi về cái phiền não quá. Đó. Nó gần gũi. Đó, nó có thể rất là khó mình để tới niết bàn. Đó. Đó, như vậy thôi các vị. Nếu mình thấy cái đời sống của mình thì nó thích hợp với cái năm giới, mình chọn cái năm giới. Rồi lâu lâu mình giữ cái tam giới. Như Tết mình không đi làm, như hai cô vậy đó. Đi chùa giữ tam giới. Cái đó cái lợi ích, có phải không? Đó, cái đó cái lợi ích. Mình biết nắm bắt cái thời gian mình có đó, mình làm cái việc thiện. Cái đó là mình là cái người thông minh. Đó, biết tìm cái mọi cách làm sao tạo cái phước thiện của mình, để thành cái nơi nương tựa của mình trong cái sự luân hồi này,
khi nào mình chưa tới niết bàn đó, mình phải nhờ tới cái phước báo, từ cái bố thí, từ cái giữ giới, từ cái hành thiền, từ cái mình giữ cái uposatha này. Đó. Rồi cái cách này cũng là các vị thiện nhân á, các vị làm từ trước rồi. Yeah. Thì có vị nào nêu gì lên nữa không? Dạ. Thưa sư, Tết đến hàng xóm hát lớn quá, mình tình cờ nghe, có bị phạm giới hay không thưa sư? Yeah. Nếu mình lỡ nghe rồi mà trong tâm lại nhớ đến lời bài hát đó một cách tự động thì có phạm giới không thưa sư? Dạ. Yeah. Cái này á, mình phải học cái chi. Cái chi đó mình phải có cái chi là mình đi để xem hoặc là để nghe. Dạ. Yeah. Nếu mình nó vô tình nó gặp được, nghe được, như chùa thường xuyên lắm, người ta bắt nhạc ở trong làng cũng nghe bình thường, mà đâu có phạm giới gì đâu quý vị, có phải vậy không? Nếu mà cho phạm giới nữa, khắc sư chắc phạm giới hết rồi. Nhất là cái Tết này nè, họ bắt cái nhạc sống thì hát tùm lum hết, cái đó mình bỏ đi nha. Có khi mình nhớ bài này hồi lúc mình chưa xuất gia cũng từng hát, cũng không phạm gì đâu. Nhớ mà vui dương trong tâm thì có phạm. Dạ, yeah, đừng nha. Yeah. Bỏ đi, nhớ đây, cố gắng hát theo ở trong tâm đó chứ. Dạ, yeah, không được. Nếu mà làm cái miệng mình ừ cũng không được, không phạm rồi. Mà nhớ trong tâm thì chưa nha. Yeah. Giới phải làm bằng thân, bằng khẩu mới phạm. Yeah. Chỉ trong tâm không là không sao đâu. Vậy là cái thân, cái tâm... Rồi cái thân nó lắc là cũng không được. Dạ, yeah, không được đâu. Cái đó phạm rồi. Dạ, yeah, uống yeah. Không lắc đâu. Dạ. Dạ, một câu hỏi nữa là vào những ngày giới con muốn giữ bát quan thì có cần phải có một vị tỳ kheo truyền giới không hay tự tác ý giữ giới là được thôi sư? À, cái này mình tự tác ý được rồi. Nếu mà có chùa gần đó mình nên đi chùa một chút đi. Có cái sự nhắc nhở từ cái vị trưởng lão đó. Nếu mà nhà mình xá cứ mình chỉ là nguyện thôi, ai cha uposatha đó, chắc các vị biết cái lời nguyện của uposatha này chưa? Dạ. Nhà xin sư hướng dẫn. À, cái này có cái từ Pali ai cha uposatha i main cha tiếng ý mến chạ tị và sang. Nếu mình là cái người nam á, mình thành là uposatthiko. À, uposatthiko. Uposatthiko. Nếu mà nữ, mình đổi cái này là thành uposatthika. Đó, phavisami. À, nghĩa là hôm nay là ngày bát quan trai giới. Con là người thọ trì bát quan trai giới trong ngày và đêm nay. Chỉ là mình giữ cái tam giới này đi. Như hai cô là ở xá, ngày nào muốn mình giữ cái bát quan trai giới, mình nguyện như vậy. Để nó thành là mình giữ giới, bát quan trai giới trong ngày một đêm. Bắt đầu cái này thường thường người ta nguyện là trong khoảng là 5 giờ mấy 6 giờ. Đó, sau khi ta thức rồi, người ta tắm răng rồi, làm sạch sẽ cái bản thân rồi, người ta nguyện này. Nguyện rồi người ta lễ bái, ta cúng tụng cái tam bảo, rồi xong mình đọc thêm cái tam vi và tam giới. Đó. Không đọc cũng không sao, nó chỉ là nguyện như vậy là đầy đủ rồi. Đó. Ví dụ là cái ngày đó mình đi đường xa, mình không đi chùa được. Ví dụ là Phật tử ở đây lên thành phố, hoặc là Phật tử thành phố xuống đấy, chỉ nguyện vậy thôi là thành là cái người giữ bát quan trai giới một ngày một đêm đầy đủ, không có thiếu gì đấy. À, các vị có hiểu không cái này?
Dạ, dạ. Sư đọc lại nha, đọc lại. Acha opo satthu i mancha riting, riting là tối, i mancha tivasang là trong ngày. Opo satthiko, opo satthiko, cái cô và cá đó chỉ đổi là người nam là cô, người nữ là ca thì thôi. Là phavisa, phavisami. Yeah. Oposatthako. Nghĩa là hôm nay là ngày bác quan trai giới. Thường thường người ta nguyện cái ngày 8 ở đây á, ngày 15, ngày 23, ngày 30. Đó. À. Đó người ta nguyện rồi, có người nguyện rồi mới đến chùa. Có chùa thì 7 giờ sáng mới được thọ, thọ giới. Nhớ gì, nếu mình không nguyện là mình mất hết 1 tiếng à. Là không đầy đủ 1 ngày 1 đêm nữa. Phải không? 1 ngày 1 đêm phải là 24 tiếng. Nếu mà 7 giờ mình mới thọ thì nó thiếu một tiếng, là còn 23 tiếng à. Như vậy người ta nguyện từ phía xa chưa mặt trời mọc. Đó. Như vậy là mình, cái người sư nhắc nhở lại, cái người giữ tam giới á, mình nên là mình lên thuộc cái bài này nha. Nha. Yeah. Rồi có gì cần thì sư gửi cho. Cái phần này. Như vậy là cái đáp là được. Là được. Dạ, một câu hỏi nữa là hư sư, nếu xông tinh dầu trong phòng thì có phạm giới không hư sư? Tinh dầu để trừ đi cái mùi không tốt có phải đó, hay là tạo cái thơm? Khử mùi hay là tạo mùi thơm cho em tiền. Yeah. Khử mùi hoặc là diệt mũi thì được ha chị ha. Dạ. Còn để tạo mùi thơm cho nó thơm. Dạ, yeah, dạ, yeah, cái đó được. Kể cả chư tăng cũng xài được. Để khử mùi khó chịu. Dạ. Yeah. Đó đó. Là mọi người còn đặt câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu mà hết thì sư cả tụng kinh chúc phúc nha. Dạ, năm mới đầu năm. Dạ. Yeah. Rồi đi được ha. Đó. Có gì gửi cái câu hỏi cho theo cái Zalo của sư cả nha. Thì về cái tam giới này có gì thắc mắc không rõ đó, gửi thì gửi được. Rồi dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Tâm chúc sư gửi cho chia sẻ nha. Yeah. Rồi. Tập trung đây để sư cả tụng kinh chúc phúc. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Jayanto buddhiya mole sakyanang nathivan thino evang thuang vichiyo hau hi jayasu jayamangkale. Haparajita palang kisai se patavi pokhari apise kisapi puthyanang akapato pumotati. Sunakhatang sumangalang supabhiyatang suhutitang sukhino subahuto jasuyatang pramacharaisu
ปะเตกะเขนังกายกัมมังวิจากัมมังปะเตกะเขนังปะเตกะเขนังมโนกัมมังปะไนจิตเตปะเตกะเขนาปะเตกะเขนานิกัตถวานะลัพพันเตยเทปะเตกะเขเนสัพพุทธีนุเพียเวนะสัพพธัมมีนุเพียเวนะสัพพสังเขียนุเพียเวนะพุทธรัตนังเทมารัตนังสังฆรัตนังตนังรัตนานังอานุเพียเวนะจตุราสีติสหัสสะ ธรรมคันเทนุเพียเวนะปิฏกัตติยานุเพียเวนะจินนสาวกานุเพียเวนะสัพเพเตโรเกสัพเพเตภะเยสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตเวสัพเพเตตุเนมตาสัพเพเตอวมังกลาวินาสันโตอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยุสวัฏฐโกเปลวัฏฐโก วันวัฏฐโกสุขวัฏฐโกหตุสัพพติยตุขโรกัพพเยเวรีสาวกาสัตโตจุปาตเวอเนกานตรายาปิเวนัสสันตุจติจะสาจะยสัตถิธนังเหลียเพียงสาวติเพียเคียงสุขังเปลี่ยนสิริอายุจวันนาจะพกเคียงวัตถิจิยสวาสัตวาสาจะอายุจะจีวสัตถิภวันตุติภวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพติวตา สัพพุทธานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพติวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพติวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตตกะหัตปุพพัง Sa thú mọi người. Có gì thằng Tâm sẽ xin sư cả mở một cái group Zalo ở trong Zalo với chủ đề là Ubo Sa Tá đó, và ép sư cả với mọi người vô thì mọi người có thắc mắc về Ubo Sa Tá thì mọi người đặt câu hỏi trong đó, sư cả sẽ trả lời mỗi ngày cho mọi người. Sa thú, thằng Tâm xin tắt nha mọi người. Sa thú mọi người, chúc cho ước nguyện chân chánh mọi người sớm thành phụ mỹ mãn. Chào tôi. Không có những lỗi lầm nào.